chương 971, trả thù thượng. Bái quản trường trung hơn 30 danh săn ma thuê đoàn anh hùng. Theo sát, triệu phó viện trưởng trực tiếp dẫn dắt bọn họ hướng tới học viện nội đi đến. Tiến vào học viện nội, con đường hai bên là từng viên thật lớn vô cùng cây cối. Cây cối thành ấm, mỗi một viên đều có trăm mét cao. Này đó cây cối, toàn bộ đều là đông hải thành săn ma học viện kiến giáo thời điểm trồng trọt, đã có hơn 2 năm năm lịch sử. Săn ma học viện mặt đất là màu đen, một chúng màu đen bùng đất, cứng rắn vô cùng. Tiến vào Sang Ma học viện nội, Vương Tiên có thể rõ ràng cảm giác được, Sang Ma học viện nội linh khí, muốn so bên ngoài linh khí cao hơn 2-3 lần. Đi đến 3-400 mét bóng cây con đường, phía trước lại lần nữa xuất hiện một đám pho tượng. Lại lần nữa đã bái một chút. Ở pho tượng mặt sau là một đám kiến trúc. Màu đen kiến trúc, cùng mặt đất giống nhau, tràn ngập dày nặng cảm. Sang Ma học viện thư viện, Sang Ma học viện bảo khố, Sang Ma học viện nhiệm vụ chỗ. Ở phía trước ba cái thật lớn kiến trúc dị thường bắt mắt. Này ba cái kiến trúc, cao tới 30 mét, ở Đông Hải Thành tới nói, cũng không phải phi thường cao lớn, nhưng ở sang ma học viện thuộc về tương đối cao kiến trúc. Chỉ có đặt ở sang ma học viện nội 4 500 mễ thành tháp so chúng nó cao. Ở phía trước, là một đám thật lớn kiến trúc, mỗi cái kiến trúc phía trước viết một đám lớp tên. Sang ma học viện có một vạn danh học sinh, chia làm 10 cái niên cấp. Nói cách khác, ở sang ma học viện có thể ngốc 10 năm. Mỗi 100 học sinh một cái học tập tràng, hai gã đạo sư dạy dỗ một người đạo sư dạy dỗ tri thức loại một người đạo sư dạy dỗ chiến đấu loại hai người đối với học sinh tới nói đều phi thường quan trọng Sang ma học viện không có trận pháp luyện đang luyện khí dạy học thực chiến loại dạy học tương đối nhiều có đôi khi đạo sư sẽ mang theo toàn bộ lớp sở hữu học sinh đi ra ngoài làm nhiệm vụ t phía trước đó là thuộc tính tháp hảo đồ sộ đây mới là toàn bộ sang ma học viện dừng chân chi bổn thuộc tính tháp ở bên trong tu luyện lĩnh ngộ thần thông tốc độ là ngoại giới mười mấy lần Nghe nói tiến vào thuộc tính tháp nội yêu cầu rất nhiều tích phân, trong tay ta mới gần lúc sau đáng thương 30 tích phân. Ta chỉ có 20 cái. Vẫn luôn đi rồi hơn nửa giờ, lúc này, học viện cuối cùng phương vị trí, có 7 cái tản ra các loại năng lượng tháp lâu. Thanh phong gào thét phong thuộc tính tu luyện tháp, ngọn lửa bốc lên hỏa hồng sắc tu luyện tháp. Dòng nước lưu chuyển thủy thuộc tính tu luyện tháp, kim sắc lóa mắt kim loại tính tu luyện tháp. Tổng cộng 7 cái, duy độc không có quan minh thuộc tính cùng ám thuộc tính. Thuộc tính tháp, tu luyện tháp, có thể gia tốc lĩnh ngộ thần thông đề cao tốc độ tu luyện vương tiên nhìn kia một đám thuộc tính tháp trên mặt lộ ra kinh ngạc đây là siêu phàm đại lục tu luyện thánh địa có thể gia tăng mười mấy lần cùng trước mắt long cung không sai biệt lắm thậm chí còn không bằng long cung long cung long tràng cũng có được gia tốc đề cao thần thông năng lực tổng thể tới nói khả năng còn không bằng long cung mỗi cái thư thông báo trúng tuyển thượng có một cái tự hào từ linh đến chính mọi người xem một chút tự hào thượng là linh học sinh đến ta nơi này một đồng học đến ta nơi này. Một người danh đạo sư đi ra, hướng tới sở hữu học sinh hô. Một chúng tân sinh đi đến đối ứng đạo sư nơi đó. Vương Tiên là số 3, bay thẳng đến số 3 đạo sư nơi đó đi đến, đây là một người nữ lão sư, trung niên nữ đạo sư. Nhìn đến Vương Tiên đi ra, đứng ở một loạt 20 danh lão sư trung, một người trung niên hướng tới Vương Tiên cười cười, đầy mặt mỉm cười vẫy vẫy tay. Phụ trách số 3 học sinh nơi đó trung niên nữ đạo sư đầy mặt kinh ngạc nhìn Vương Tiên chung quanh một ít tân sinh cũng là đầy mặt kinh ngạc nhìn hướng tới một người đạo sư đi đến vương tiên tâm tư trăm chuyển vương đồng học về sau ta liền phụ trách ngươi cái kia lớp thực chiến dạy dỗ về sau ngươi có cái gì yêu cầu đối ta nói nga đúng rồi nếu ngươi muốn tiến vào thuộc tính tháp nội tu luyện đợi lát nữa ta cho ngươi một cái thông hành bài có thể trực tiếp đi vào trung niên nhìn đến vương tiên lại đây đầy mặt tươi cười nói tươi cười trung còn mang theo một tia xấu hổ ở bọn họ biết được vương tiên là sang ma học viện tân sinh lúc sau Hạ phó viện trưởng liền quyết định làm lúc ấy ở đây đạo sư trung tới phụ trách vương tiên cái này lớp. Vừa nghe đến tin tức này, sở hữu đạo sư đều chua xót nở nụ cười. Ni ma, đương tên này học sinh đạo sư, bọn họ nhưng có tư cách. Như vậy học sinh một bàn tay là có thể đủ phế đi ngươi, ngươi lấy cái gì dạy dỗ? Mọi người đều không muốn rơi vào đường cùng, bọn họ rút thăm quyết định. Cuối cùng, bi thôi bị vương tiên một tay nắm trong tay hắn bị triều đến. Khi một khắc tâm tình của hắn dị thường phức tạp ở đây chính là chỉ có hắn một người bị kia yêu nghiệt thanh niên tấu quá nha. Nhưng nhìn đến mặt khác đạo sư vui sướng khi người gặp họa thần sắc, hắn cũng chỉ có thể cắn răng đồng ý xuống dưới. Hiện tại đối mặt như vậy học sinh, hắn chỉ có thể mỉm cười trung mà không phải lễ phép. Cảm ơn mã lão sư. Vương tiên cười gật gật đầu. Còn có, cái này cho ngươi, học viện bên cạnh một cái phòng ốc chìa khóa, đây là học viện cho ngươi khen thưởng, chờ một lát ngươi cùng ta đi gặp hạ viện trưởng bọn họ. Trung niên lấy ra một cái chìa khóa, hướng tới vương tiên lại lần nữa nói ân ừ, tốt cảm ơn mã lão sư vương tiên tiếp nhận chìa khóa gật gật đầu đi thôi viên lão sư người trước mang học sinh đi năm nhất tam bang mã lão sư gật gật đầu hướng tới tên kia trung niên nữ lão sư nói một chút theo sau lại hướng tới cách đó không xa vài tên học viện cao tầng ý bảo một chút vương tiên đi theo hắn mặt sau hướng tới thuộc tính tháp phương hướng đi đến vẫn luôn đi vào thuộc tính tháp phía sau ở nơi đó có một mảnh chỗ ở mỗi một cái phòng ốc đều có đơn độc sân bên trong phong cảnh dị thường mỹ lệ hơn nữa bởi vì khoảng cách thuộc tính tháp tương đối gần nơi này linh khí so địa phương khác càng thêm dư thừa hạ phó viện trưởng cùng vài tên lão giả ngồi ở chỗ kia nhìn đến vương tiên đã đến một đám ánh mắt sáng láng vương tiên đi qua cùng chi cười nói chuyện với nhau lên ở đáp ứng rồi học viện phó viện trưởng bọn họ mấy cái điều kiện nói chuyện phím vài phút lúc sau vương tiên liền trực tiếp cáo từ thanh niên này không đơn giản trên người khí chất cùng bình tĩnh thần sắc tuyệt đối không phải người thường gia rất có khả năng là những cái đó đại gia tộc thậm chí một ít tông môn tinh anh đệ tử. Nhìn vương tiên rời đi, ngồi ở trong sân một người lão giả ánh mắt lập lòe nói. Đây là tất nhiên, như thế thanh niên liền có được như thế cường đại thực lực, rất có khả năng là một ít huyết mạch gia tộc đệ tử ra tới rèn luyện. Một bên hạ phó viện trưởng chậm rãi phe phẩy trong tay trà, bất quá, mặc kệ thế nào, chúng ta chỉ làm hắn tam viện đại bỉ thời điểm tới giúp một ít chúng ta học viện như vậy đủ rồi, ha ha. Không sai, loại này thân phận thần bí thiếu niên, chúng ta không đắc tội, cấp một ít chỗ tốt, cũng không cần liên lụy quá nhiều là được. Bên cạnh hai gã lão giả cười gật gật đầu. Học viện không thuộc về cái gì tổ chức, học sinh tốt nghiệp lúc sau liền cùng học viện không có quá lớn quan hệ. Một thiên tài yêu nghiệt học sinh, sẽ khiến cho học viện coi trọng, cấp một ít chỗ tốt, nhưng cũng chỉ thế mà thôi. Tấu chương xong. Chương 972, trả thù hạ. Vương Tiên từ Sang Ma học viện một chúng cao tầng nơi đó ra tới, trên mặt lộ ra nhàn nhạt tươi cười. Hạ viện trưởng bọn họ cũng không có cho hắn nói quá nhiều đồ vật, chỉ là hy vọng về sau ở quan hệ đến học viện vinh dự thời điểm, hắn có thể ra tay. Vương Tiên tự nhiên là vui vẻ đáp ứng rồi xuống dưới. Mặc kệ nói như thế nào, Sang Ma học viện cho hắn như vậy thiên tài không ít tiện lợi. Tỷ như, đi học tự do, muốn đi cứ đi, có thể tự do ở thuộc tính tháp nội tiến hành tu luyện, còn có giáo ngoại một cái phòng ốc. Cho hắn cực đại tự do độ. Vương Tiên đối này phi thường vừa lòng, không can thiệp hắn tự do, cho hắn cực đại tiện lợi về trước học tập giữa sân nhìn xem. Vương tiên học viện nội sai sử, hướng tới ngày sau học tập nơi sân. Học tập tràng chia làm tri thức cùng chiến đấu hai loại, tri thức loại, là đối với các loại hung thú yêu thú hiểu biết. Hiểu biết chúng nó nhược điểm, tập tính, công kích thủ đoạn từ từ, này đối với mỗi một cái thuê đoàn thành viên tới nói, đều phi thường quan trọng. Năm nhất tam bang. Vương tiên nhìn một cái thật lớn kiến trúc trước đánh dấu, lập đi vào. Đương hắn đi vào cửa thời điểm, phát hiện bên trong không có lão sư. 90 nhiều danh học sinh ngồi ở bên trong, một đám trong tay cầm một cái thông tin thạch bàn, hưng phấn nói chuyện với nhau. Vương Tiên ánh mắt nhìn lướt qua, toàn bộ học tập tràn, ước chừng có 2 ngàn mét vuông, bên trong có vài cái lôi đài. Ở đằng trước địa phương, là một người danh ghế dựa, một chúng tân sinh ngồi ở mặt trên. Vương Tiên nhìn thoáng qua, bay thẳng đến bên trong đi đến. Bạch bạch. Có chút ầm ỉ phòng đột nhiên an tĩnh xuống dưới, sở hữu học sinh đồng thời nhìn về phía Vương Tiên. Vương Tiên sắc mặt bất biến, trực tiếp đi vào mặt sau cùng một vị trí ngồi đi. Vị đồng học này, đây là trường học phát thông tin thạch bàn, thuộc về chúng ta sang ma học viện chuyên trúc thông tin thạch bàn, viên lão sư làm ta giao cho ngươi. Lúc này, ngồi ở trung ương một người nữ sinh đi tới, trong tay lấy cái một cái thông tin thạch bàn đưa cho hắn. Ân. Cảm ơn. Vương Tiên gật gật đầu, tiếp nhận thạch bàn, trên mặt lộ ra tò mò thần sắc. Hảo, tất cả mọi người đến đông đủ, đạo sư làm chúng ta tuyển ra lớp nội tạm thời người lãnh đạo, hiện tại, ai nguyện ý cạnh tranh cái này chức vị. Nữ sinh đem thạch bàn đưa cho Vương Tiên lúc sau, hướng tới mọi người nói. Ta đến đây đi. Một người thanh niên đứng lên, trên mặt lộ ra ngạo nghễ thần sắc, đoạn khánh văn, siêu phàm tam giai thực lực, khi chúng ta tam ba người lãnh đạo, đủ để. Ân. Còn lại một chúng học sinh nhìn đến đoạn khánh văn đứng lên ngạo nghễ nói, hơi hơi nhíu mày. Đoạn khánh văn là một cái tương đối cao điệu người, lớp nội rất nhiều người đối hắn ấn tượng đầu tiên đều không phải thực hảo. Nhưng hắn thực lực lại phi thường cường. Các bạn học có ý kiến sao? Đoạn Khánh Văn khóe miệng hơi hơi nhếch lên, ánh mắt nhìn quét chung quanh. Một ít học sinh do dự một chút, ánh mắt nhìn về phía Vương Tiên vị trí. Ở năm nay tân sinh bên trong, Vương Tiên có thể nói là không người không biết, không người không hiểu. Trực tiếp đánh bại công tử thuê đoàn một người học trưởng, chút nào không cho công tử thuê đoàn mặt mũi. Hơn nữa, bọn họ vừa mới còn ở thông tin thạch bàn thượng được đến một tin tức. Lớp nội, nếu nói có thể cùng đoạn Khánh Văn so sánh, chỉ có hắn. Ta không có hứng thú, Vương Tiên ngẩng đầu nhìn lướt qua, liền cúi đầu mở ra thông tin thạch bàn. Hảo lãnh ngạo. Thật ngầu. Chung quanh một chúng học sinh nhìn đến Vương Tiên lãnh đạm bộ dáng, nhỏ giọng mà nói. Không có hứng thú cũng hảo, vị đồng học này hiện tại trước hảo hảo ngẫm lại như thế nào vượt qua trước mắt cửa ải khó khăn lại nói. Đoạn Khánh Văn nhìn Vương Tiên, tuyết miệng, hơi hơi có chút trào phúng nói. Ân. Ừ. Vương Tiên nhướng nhướng mày, nhìn về phía đoạn Khánh Văn. Vị đồng học này, ngươi nhìn xem thông tin thạch bàn đi học viện diễn đàn nơi đó, Ngươi có phiền toái? Lúc này, bên cạnh một người thanh niên hướng tới Vương Tiên nhỏ giọng nói, "Nga." Vương Tiên nhìn cái này thông tin thạch bàn, clip mở diễn đàn kia một mặt, có chút cùng loại với địa cầu trên máy tính diễn đàn. Công tử thuê đoàn năm người bị một người tân nhân trước mặt mọi người nhục nhã, hơn nữa trong đó một người muốn ra tay bị trực tiếp đánh bại, mất mặt ném lớn. Ngưu bức tân sinh, hôm nay công tử thuê đoàn xem như mất mặt ném lớn. Ha ha, thật là có ý tứ, liền một người tân sinh đều đánh không lại công tử thuê đoàn người thật đúng là phế vật thiệp nội toàn bộ đều là về không lâu trước đây vương tiên cùng công tử thuê đoàn động thủ sự tình ở trung ương vị trí còn có một cái thiệp một cái tiểu tử tự cho là có chút thực lực dám can đảm trêu chọc chúng ta công tử thuê đoàn ngày sau ở trường học nội tấu kia tiểu tử một đốn trực tiếp đến công tử thuê đoàn lĩnh một vạn trung phẩm linh thạch ngày sau sang ma học viện đem không có kia tiểu tử dung thân nơi hai hàng tự thiệp tuyên bố giả chính là công tử thuê đoàn một người thành viên nhìn đến cái này thịt vương tiên hơi hơi nheo lại đôi mắt trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt sắc lạnh ha ha tiểu tử này muốn xui xẻo tấu một lần một vạn trung phẩm linh thạch tương đương với săn giết hai chỉ siêu phàm tứ giai hung thú một cái tân sinh cũng dám trêu chọc công tử thuê đoàn ta xem vẫn là chạy nhanh đi xin lỗi đi nếu không ngày sau mỗi ngày đều phải bị đánh thổ hào công tử thuê đoàn người thật là thổ hào nói một người tân sinh chúng ta cao niên cấp học sinh chỉ có trải qua kia tiểu tử đồng ý chúng ta mới có thể đủ động thủ nếu không trái với nội quy trường học. Mới tới các tân sinh có thể động thủ, nhưng tiểu tử này ở tân sinh bên trong thực lực không yếu, có thể bài đến trước mấy. Toàn bộ thiệp hồi phục đạt tới vài ngàn, phần lớn là vui sướng khi người gặp họa nhìn. Đối với công tử thuê đoàn bị một người tân sinh quét mặt mũi, rất nhiều học sinh đều vui sướng khi người gặp họa. Bất quá, ở nhìn đến công tử thuê đoàn lấy ra linh thạch sửa trị vương tiên, rất nhiều người cũng là trà sát tay. Tấu một đống một vạn trung phẩm linh thạch, này cũng không phải là một cái số lượng nhỏ rất nhiều người đều ma quyền sát trưởng. Vương Tiên nhìn thông tin thạch bàn mặt trên tin tức, trên mặt lộ ra một tia sắc lạnh. Lại ở thông tin thạch bàn thượng nhìn nhìn mặt khác tin tức. Có sang ma học viện thuê đoàn đứng hàng. Sang ma học viện thực lực đứng hàng. Sang ma học viện tích phân đứng hàng. Ba cái đứng hàng, tiếp theo đó là sang ma học viện nhiệm vụ. Công tử thuê đoàn ở sang ma học viện nội đứng hàng thứ sáu, Hoàng Kim một tinh thuê đoàn, thành viên có 48 người. Sáng lập giả thực lực đạt tới siêu phàm ngũ giai hoàng kim một tinh, siêu phàm ngũ giai. Vương Tiên hơi hơi có chút khinh thường, tiếp tục điều tra khởi mặt khác một ít tư liệu. Hảo, nếu mọi người đều không có ý kiến, kia về sau ta chúng ta tam ban người lãnh đạo, tam ban đội trưởng. Đại gia trước tự giới thiệu một chút. Đoạn Khánh văn thanh âm ở học tập tràn vang lên. Mà lúc này, Vương Tiên một cái khác thông tin thạch bàn chấn động. Ân. Sở hữu vật tư bán, 1.700 vạn trung phẩm linh thạch. Vương Tiên nhìn nhìn Chu Phụ phát tới tin tức, cười cười, trực tiếp đứng lên hướng tới bên ngoài đi đến. Ân, ngươi làm gì? Còn chưa tới ngươi tự giới thiệu đâu. Đoạn Khánh Văn nhìn đến Vương Tiên đứng lên, sắc mặt nháy mắt trầm xuống dưới, hỏi. Đi ra ngoài một chuyến. Vương Tiên nhàn nhạt nói, lập tức hướng tới bên ngoài đi đến. Ai chấp thuận ngươi đi ra ngoài, ngươi thảo, không tuân thủ kỷ luật. Tấu chương xong. Chương 973, tới một cái đánh một cái. Nhìn Vương Tiên đi ra học tập tràng, đối với hắn nói không thèm để ý tới, đoạn khánh văn sắc mặt nang tham vô cùng sang ma học viện một cái lớp có một cái đội trưởng đội trưởng chính là lớp nội thực lực người mạnh nhất có được cực đại quyền hạn đồng dạng làm đội trưởng có rất nhiều chỗ tốt tỉ như thành lập thuê đoàn dễ dàng tuyển nhận thành viên nhìn đến vương tiên điểu đều không điểu chính mình đoạn khánh văn sắc mặt phi thường khó coi đội trưởng không cần để ý tới tên kia hắn phỏng chừng là chuẩn bị trốn đi ha hả trêu chọc công tử thuê đoàn hắn ở sang ma học viện đãi không được bao lâu không sai ta dám đánh đố, hắn nhiều nhất một tuần nội liền sẽ rời đi sang ma học viện, gia hỏa này quá ngạo, hiện tại công tử thuê đoàn đã ở học viện diễn đàn tuyên bố tin tức, gia hỏa này xong đời. Lớp nội vài tên thanh niên nhìn đến đoạn khánh văn sắc mặt khó coi, vội vàng mở miệng, có chút định hót nói. Hừ, chúng ta không cần để ý tới người này. Đoạn khánh văn mặt âm trầm lạnh lùng nói. Vương tiên đi ra học tập tràng, lập tức hướng tới học viện bên ngoài đi đến. Tới sang ma học viện, Hắn chủ yếu là bởi vì ở sang ma học viện có thể được đến một ít bên ngoài không chiếm được nhiệm vụ cùng tin tức, đối với tiên phượng thuê đoàn phát triển có rất lớn chỗ tốt. Đến nỗi học tập, có đồ vật có thể học học, nhưng đại bộ phận đồ vật đều đối hắn không có bao lớn tác dụng. Cho nên Vương Tiên không có khả năng vẫn luôn ngốc tại học viện nội. Từ trường học nội đi ra, Vương Tiên ánh mắt nhìn về phía chung quanh, một người danh sang ma học viện học sinh cầm vũ khí, có chút hướng tới học viện ngoại đi đến, có từ học viện ngoại trở về. Có học viện cử uy vũ hung thú, thân khoác hộ giáp, Uy vũ bất phàm. Cũng có mười mấy người cùng nhau, có nam có nữ, đều là cao niên cấp học sinh. Vương Tiên nhanh hơn bước chân hướng tới bên ngoài đi đến, đường hắn đi đến học viện cửa thời điểm, nhìn đến Chu phụ ở bên cạnh cửa chờ đợi. "Vương đoàn trưởng, ngài những cái đó vật tư toàn bộ bán ra, linh thạch toàn bộ đều ở những không gian nội." Chu phụ cũng nhìn đến Vương Tiên, lập tức đã đi tới, cung kính mà nói. "Tốt, cảm ơn." Vương Tiên gật gật đầu. "Không cần không cần, Vương đoàn trưởng nếu có thời gian nói." ta thỉnh ngài ăn một bữa cơm. Chu phụ khách khí nói. Không cần, ta còn có chút sự tình, có cơ hội cùng nhau ăn cơm đi. Vương Tiên lắc lắc đầu. Tốt tốt. Chu phụ vội vàng gật gật đầu, hướng tới Vương Tiên vẫy vẫy tay. Vương Tiên cười gật gật đầu, lấy ra mã lão sư cấp chìa khóa. Hắn nhìn nhìn chìa khóa mặt trên địa chỉ, khoảng cách rất gần, không tồi không tồi. Vương Tiên ánh mắt nhìn về phía phía trước đường phố, dọc theo sang ma học viện vách tường, hướng tới bên phải đi đến. Đi rồi ước chừng một nghìn mét, Vương Tiên tiến vào một cái trong ngõ nhỏ, bên trong có từng cái phòng ốc. Phòng ốc có đơn độc sân, hoặc nhìn phi thường xa hoa. Có thể thành lập ở sang ma học viện phụ cận phòng ốc, đều không tiện nghi, cái này phòng ốc ít nhất giá trị ngàn vạn trung phẩm linh thạch. Vương Tiên đi đến một cái màu xanh lơ cửa gỗ trước, nhìn phía trước số nhà, trực tiếp đem cửa phòng mở ra. Một cái sân, ít nhất có 100 nhiều mét vuông. Ba tầng tiểu lâu, đẩy cửa đi vào, bên trong xa hoa vô cùng. Vương Tiên đầy mặt phi thường vừa lòng đánh giá chung quanh, lấy ra thông tin thạch bàn đem ngao kiếm bọn họ kêu lại đây. Nhìn nhìn thời gian, đã tới giữa trưa, Vương Tiên bay thẳng đến bên ngoài đi đến. Cách đó không xa đó là đông khu chủ đường phố, Vương Tiên tùy tiện tìm cái quán ăn làm xuống dưới. Ăn cơm bữa tối, ngao kiếm một đám người đã đến, Vương Tiên làm cho bọn họ ở chính mình trụ bên cạnh tìm cái phòng ở cư trú. Xử lý tốt sự tình lúc sau, Vương Tiên hướng tới Sang Ma học viện nội đi đến. Di, cái kia chính là không cho công tử thuê đoàn mặt mũi tân sinh. Thật đúng là hắn lá gan thật đúng là đại nha, không biết trốn đi. Hắn có thể trốn chạy đi đâu, tấm tắt, đánh hắn một đốn đó là một vạn trung phẩm linh thạch nha, nếu ta có thể đánh quá hắn nói, ta liền tấu hắn mười mấy đốn. Hắn ít nhất là siêu phàm tam giai thực lực, tân sinh trung có thể bài đến tiền mười. Vừa mới xuyên qua bóng cây khu vực, Vương Tiên nhìn đến ba bốn danh thanh niên hướng tới hắn chỉ chỉ rõ rõ. Vương Tiên ánh mắt nhìn lại, hơi hơi nhướng nhướng mày, không để ý đến, tiếp tục hướng tới bên trong đi đến. Sang ma học viện rất lớn rất lớn, Vương Tiên nhanh hơn bước chân buổi chiều thời điểm, đạo sư làm chúng ta quen thuộc sang ma học viện, đại gia có thể khắp nơi đi dạo. Ai ai, các ngươi xem, là hắn. Thật đúng là hắn, một cái mới vừa vào học tân sinh liền hỏa bạo chúng ta học viện, tấm tắt, thật đúng là hâm mộ a. À. Hâm mộ cái con khỉ, tiểu tử này lập tức liền phải xui xẻo. Đúng lúc này, bên cạnh một cái học tập giữa sân, đi ra trăm tên học sinh, đứng ở đằng trước một người thanh niên hướng tới một chúng học sinh nói. Lúc này, một người danh học sinh nhìn đến Vương Tiên, đột nhiên kinh nghi nói: đứng ở đằng trước nói chuyện thanh niên hơi hơi sửng sốt ánh mắt hướng tới vương tiên nhìn lại hơi hơi nheo lại đôi mắt tân sinh nhập học tuy rằng gần chỉ có một ngày nhưng vương tiên thanh danh hơn phân nửa cái sang ma học viện học sinh đều biết đặc biệt là thông tin thạch bàn diễn đàn nội công tử thuê đoàn phát ra bố nhiệm vụ đánh bại gia hỏa này không chỉ có có thể đạt được một vạn trung phẩm linh thạch còn có thể đủ đạt được cực đại thanh danh đứng ở đằng trước thanh niên ánh mắt lập lòe thân hình đột nhiên vừa động nháy mắt xuất hiện ở vương tiên phía trước ân ừ. Vương Tiên nhìn đến một người thanh niên đột nhiên đổ ở chính mình phía trước, hơi hơi nhíu mày. Di, đội trưởng đây là muốn làm cái gì? Chẳng lẽ? Chẳng lẽ đội trưởng muốn tấu hắn một đốn? Ha ha, duy trì đội trưởng, tấu hắn, không chỉ có có một vạn trung phẩm linh thạch khen thưởng, còn có thể đủ thanh chấn chúng ta năm nhất. Không sai, chúng ta tám bang là mạnh nhất tồn tại, đội trưởng, giáo huấn một chút hắn. Mặt sau một chúng học sinh nhìn đến bọn họ đội trưởng ra tay, trên mặt lộ ra hưng phấn mà thần sắc, lớn tiếng hô. Thanh niên cười cười, ánh mắt nhìn về phía phía sau một chúng đồng học, nhàn nhạt giơ lên tay, chờ ta tới kiếm một vạn trung phẩm linh thạch, thỉnh đại gia hảo hảo ăn một đốn. Ha ha, duy trì đội trưởng, tấu hắn. Đội trưởng thực lực ở chúng ta đồng cấp nội, tuyệt đối là cao thủ số 1 số 2, có được siêu phàm tam giai vũ khí, một thân siêu phàm tam giai hộ giáp cùng phụ trợ tính vũ khí. Đội trưởng cũng cho chúng ta năm nhất tam ban ra nổi danh. Mặt sau, một chúng học viên hưng phấn mà vây quanh qua đi. Ha hả. Nghe được một chúng đồng học nói, thanh niên hơi hơi ngẩng lên đầu, khóe miệng nhếch lên, nhìn trước người vương tiên, tiểu tử, thực lực không tồi, tới, chúng ta luận bàn một chút. Không có thời gian, tránh ra. Vương tiên nhìn thanh niên khiêu khích, ánh mắt lộ ra một tia không kiên nhẫn, nói thẳng nói. Tránh ra, đánh bại ta liền tránh ra, như thế nào? Dám cùng cao niên cấp học trưởng động thủ, không dám tiếp thu ta khiêu chiến. Túng. Như vậy nhiều không thú vị, nếu không ngươi làm ta tấu một đốn, ta làm ngươi rời đi thanh niên diễn ngược nói, trên mặt tràn ngập mãnh liệt tự tin. Lăng. Vương Tiên hiện lên một tia không kiên nhẫn, thân hình bay thẳng đến phía trước đánh tới. Ha ha, một vạn trung phẩm linh thạch, ta muốn định rồi. Thanh niên nhìn đến Vương Tiên động thủ, trên mặt lộ ra tươi cười, nắm chặt nắm tay, trực tiếp phóng đi. Oanh. Vương Tiên đồng dạng vương quyền, trực tiếp đón nhận đi, lực lượng cường đại mãnh liệt va chạm ở bên nhau. Lúc này hôm nay thứ năm càng, bổ ngày hôm qua thiếu canh ba. Còn thiếu hai càng. Tấu chương xong. Chương 974, giảm mặt qua đi. Sang Ma học viện nội, cùng năm cấp học sinh luận bàn có thể không dùng tới lôi đài, nhưng là cao niên cấp nếu khiêu chiến thấp niên cấp nói, yêu cầu thượng lôi đài. Đây cũng là bảo đảm thấp niên cấp học sinh an toàn. Đồng thời, Sang Ma học viện học sinh luận bàn không thể đủ nguy hiểm cho đối phương tánh mạng. Phương Tiên đối mặt khiêu khích chính mình thanh niên không có chút nào nương tay, lực lượng cường đại trực tiếp dừng ở cánh tay hắn thượng. Oanh. A. À hét thảm một tiếng truyền đến, thanh niên thân thể trực tiếp bay ngược đi ra ngoài, thật mạnh rơi trên mặt đất, cánh tay hoàn toàn gãy xương. Liền ngươi như vậy phế vật, còn dám chặn đường. Vương Tiên ánh mắt lạnh băng nhìn chầm chầm ngã trên mặt đất thanh niên, lập tức hướng tới phía trước đi đến. Thanh niên ngã vào phía trước, Vương Tiên không có chút nào dời bước ý tứ, trực tiếp đạp lên thanh niên trên mặt đi qua. Ở hắn trên mặt, lưu lại một đạo dấu chân, rõ ràng có thể thấy được. Này hảo cường. Phía sau, năm nhất tám ban học sinh trợn mắt há hốc mồm, trên mặt tràn ngập không thể tin tưởng thần sắc. Bọn họ đội trưởng, chính là bọn họ lớp nội thực lực mạnh nhất học viên. Tám bang, tổng cộng có hai gã siêu phàm tam giai, nhưng mà một khác danh siêu phàm tam giai bị hắn dễ dàng đánh bại. Nhưng mà, thanh niên này thế nhưng có thể nhất chiêu đánh bại bọn họ đội trưởng. Này thực lực. Ngươi ngươi tên là gì? Ngã trên mặt đất tám bang đội trưởng nhìn đến Vương Tiên từ chính mình trên mặt dẫm qua đi, sắc mặt kịch liệt biến ảo. Hắn chính là Kiều Lâm trấn thiên chi kiêu tử thế nhưng bị người từ trên mặt dẫm qua đi. Sắc mặt của hắn kịch liệt biến ảo, sắc mặt nang kham quay đầu, hướng tới vương tiên gầm nhẹ nói. Vương tiên. Vương tiên nghe được mặt sau truyền đến thanh âm, nhàn nhạt nói. Từ người trên mặt dẫm qua đi, tự nhiên muốn lưu lại tên. Ngươi ngươi đánh lén, ngươi cho ta chờ. Thanh niên nhìn đến chính mình lớp đồng học ngốc sát khiếp sợ ánh mắt, sắc mặt lại lần nữa đổi đổi, thấp giọng nói. Hắn trước khiêu khích đối phương, kết quả lại bị đạp lên trên mặt đi qua đi này làm đội trưởng uy nghiêm toàn bộ tan hết chỉ có thể nói đối phương đánh lén tới giảm bớt chính mình uy nghiêm tổn thất đến nỗi là đánh lén sao hắn trong lòng tình huống cái kia kiêu ngạo thanh niên là thật sự ngưu bức đội trưởng nguyên lai là kia tiểu tử đánh lén thật là đê tiện vô sĩ một người danh học sinh nghe được hắn nói vội vàng phản ứng lại đây đi qua đi đem hắn nâng dậy tới đồng thời đầy mặt phẫn nộ nói nguyên lai cái kia vã mặt công tử thuê đoàn chính là vương tiên có chút thực lực chung quanh một ít mặt khác lớp cùng với cao niên cấp học sinh thấy được vừa rồi một màn, trong miệng lẩm bẩm, nhìn nhìn cái kia bóng dáng. Là hắn. Thật là hắn, hiện tại trường học diễn đàn nội bị công tử thuê đoàn treo giải thưởng thanh niên. Gia hỏa này thật đúng là xui xẻo. Đại ca, ngươi muốn hay không đi tấu kia tiểu tử một đốn, một vạn trung phẩm linh thạch A. Một vạn trung phẩm linh thạch không tính cái gì, nhưng là có thể tấu tiểu tử này, cũng có thể đủ nho nhỏ nổi danh một chút. Liền ở vương tiên còn chưa đi hai ngàn mễ thời điểm, đối diện đi tới bốn năm tên thanh niên hướng tới hắn chỉ chỉ rõ rõ. Bọn họ thanh âm cùng động tác không có chút nào che giấu, một bên chỉ vào một bên còn từ trên xuống dưới đánh giá. Vương Tiên nhìn đến bọn họ động tác nghe được bọn họ nói chuyện với nhau, trong mắt có chút không kiên nhẫn. Mới vừa tiến vào trường học, liền bị người lại nhiều lần khiêu khích, làm hắn đã mất đi rất nhiều kiên nhẫn. Vương Tiên trực tiếp đem phía trước năm người làm lơ, lập tức hướng tới chính mình học tập sẽ phương hướng đi đến. Ta tới thử một lần thực lực của hắn. Năm tên nhìn chầm chầm Vương Tiên, xếp thành một loạt. Một người bạch y phục thanh niên đi giữa vị trí, trong tay cầm một thanh màu đen trường kiếm. Bọn họ không có tránh né, lập tức đón nhận Vương Tiên. gì? Có ý tứ. Hai bên khoảng cách 2 mét, nhìn đến Vương Tiên không có chút nào tránh né ý tứ, bạch y thanh niên khóe miệng hơi hơi nhếch lên, hơi hơi nâng lên trong tay trường kiếm. Chạm vào. Đường hai bên sắp đánh vào cùng nhau thời điểm, bạch y thanh niên trong tay chui kiếm bay thẳng đến Vương Tiên đánh tới. Mà Vương Tiên không có chút nào tránh né, cường đại thân hình giống như hung thú giống nhau hoành hướng mà đi chạm vào không tốt đương vương tiên thân hình dừng ở thanh niên trên người thời điểm tên kia bạch y thanh niên sắc mặt cuồng biến thủ đoạn đụng tới trên chui kiếm nháy mắt chảy ra tảng lớn máu tươi hắn thân mình thẳng tắp hướng tới mặt sau đánh tới oanh cường đại lực lượng lệnh chi thật mạnh ngã trên mặt đất cảm giác ngũ tạng lục phủ đều dường như lệch vị trí giống nhau vương tiên mặt vô biểu tình tiếp tục hướng tới phía trước đi đến người người muốn làm gì nhìn đến vương tiên lập tức đi tới tên kia bạch y thanh niên sắc mặt biến đổi lớn có chút kinh sợ hỏi ở bên cạnh bốn gã thanh niên sắc mặt có chút phát ngốc nhìn vương tiên mặt vô biểu tình bộ dáng vội vàng hét lớn ngươi muốn làm cái gì vương tiên không có muốn làm cái gì hắn lập tức hướng tới phía trước đi đến ân thực xảo bạch y thanh niên ngã vào phía trước trên mặt đất vương tiên tiện chân trực tiếp dẫm qua đi cổ sống không tin tiếp tục hướng tới phía trước đi đến ngươi 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 bạch y thanh niên dùng tay sờ sờ chính mình mặt sắc mặt kịch liệt biến ảo ngươi cho ta chờ sắc mặt biến đổi lại biến cuối cùng từ hàm răng trung phun ra năm chữ vương tiên không để ý đến hướng tới tam ban học tập giữa sân đi đến dọc theo đường đi đi ngang qua tân sinh toàn bộ tò mò nhìn vương tiên nhỏ giọng nghị luận công tử thuê đoàn sở hạ nhiệm vụ nếu không phải vương tiên sở bày ra ra tới thực lực không kém gì siêu phàm tam giai khả năng rất nhiều người đã đi lên muốn cùng vương tiên luận bàn một khi tấu hắn một đốn không nói có một vạn trung phẩm linh thạch nhưng lấy còn có thể đủ nho nhỏ nổi danh một chút Vương Tiên nhìn chung quanh một ít người ánh mắt, hơi hơi nhíu mày. Thật đúng là đương chính mình dễ chọc. Vì một vạn linh thạch, ha hả, còn có kia công tử thuê đoàn. Vương Tiên trong mắt ánh mắt lập lòe, này công tử thuê đoàn, sớm muộn gì có một ngày, chính mình phải hảo hảo giáo huấn một chút bọn họ. Đi vào tam ban phòng học, Vương Tiên lập tức hướng tới bên trong đi đến. Di, không nghĩ tới ngươi thật đúng là dám đến, vừa rồi chính là có vài cá nhân tới tìm ngươi, muốn cùng ngươi luận bàn một chút đâu. Nhìn đến Vương Tiên tiến vào, đoạn Khánh Văn ngẩng đầu, có chút vui sướng khi người gặp họa nói. Câm miệng của ngươi lại đi. Vương tiên nghe được hắn nói, ánh mắt xem qua đi, lạnh lùng nói. Ngươi. Đoạn khánh văn rộng mở đứng lên, ánh mắt lạnh băng nhìn chầm chầm vương tiên. Đội trưởng, viên lão sư tới, bất giận bất giận. Một người học sinh nhìn bên ngoài, vội vàng hướng tới hắn nói. Hừ. Đoạn Khánh Văn hừ lạnh một tiếng, trừng mắt nhìn Vương Tiên liếc mắt một cái, trực tiếp ngồi xuống. Vương Tiên làm lơ hắn, đi đến cuối cùng vị trí ngồi xuống. Các vị đồng học đều xuất hiện đi, chiều nay mang các ngươi ở học viện nội dạo một dạo." Viên lão sư đứng ở lớp cửa, hướng tới mọi người nói. "Tốt đạo sư." Một chúng học sinh lập tức đi ra ngoài, Vương Tiên cũng đi theo đi ra ngoài. Lại lãng phí một buổi trưa thời gian. Đi đến bên ngoài, có thể là Viên lão sư là một người nữ tính, cho nên tương đối phụ trách. Mang theo bọn họ ở thật lớn học viện nội đi dạo lên, một đám cho bọn hắn giới thiệu. "Thiếu Tam chương, đây là bổ đến chương 2, còn thiếu một chương." Tấu chương xong. Chương 975, Tân sinh đệ nhất. Gia nhập chúng ta sang ma học viện có một cái thật lớn chỗ tốt, ở chúng ta sang ma học viện thư viện nội, có một cái cơ sở dữ liệu, ở cơ sở dữ liệu nội. Có thể xem xét có quan hệ với học viện học sinh cùng đạo sư ở Đông Hải Thành chung quanh làm nhiệm vụ sở ký lục sở hữu tư liệu. Một ít địa hình, một ít những việc cần chú ý, đều có thể đủ ở tư liệu trung xem xét đến, phải biết rằng, đây chính là chúng ta sang ma học viện ngàn năm tích lũy. Mặt khác, các ngươi cũng có thể ở thư viện nội ký lục tư liệu, một khi tư liệu phản hồi kết quả không có lầm, có thể đạt được tích phân khen thưởng. Viên lão sư mang theo tam ban mọi người, đi vào học viện thư viện, hướng tới bọn họ giới thiệu nói. Vương tiên nhìn cái này thật lớn thư viện, bên trong thư tịch ít nhất mấy trăm vạn sách. Đây là lúc trước hắn đi vào sang ma học viện nguyên nhân chủ yếu. Ở sang ma học viện có thể thu hoạch mặt khác thuê đoàn đạt được không đến tư liệu, có rất nhiều tư liệu là phi thường trân quý. Đối với sang ma học viện học sinh tới nói, Ngươi muốn điều tra nơi này tư liệu, cũng yêu cầu dùng tích phân đổi. Theo sát, viên lão sư lại mang theo bọn họ hướng tới sang ma học viện bảo khố. Sang ma học viện bảo khố, bên trong chứa đựng rất nhiều bảo vật, này đó bảo vật, ngươi có thể dùng đại lượng tích phân đổi, tiếp theo, đó là lấy bảo vật tiến hành đổi. Vương tiên rất cao nhìn một bộ phận vật phẩm, liền kinh ngạc vô cùng. Bên trong thậm chí có siêu phàm ngũ giai hỏa linh châu, mặt khác các loại hộ giáp, vũ khí số lượng phi thường khủng bố. Dựa theo viên lão sư giới thiệu, Sang Ma Học Viện Bảo Khố Thư Viện, ở toàn bộ Đông Hải Thành đều là phi thường trân quý. Cho dù là Đông Hải Học Viện cùng Hải Dương Học Viện, đều không thể cùng chi bằng được. Rất nhiều Đông Hải Thành đại thuê đoàn, đều lấy tiền tới mua sang Ma Học Viện tư liệu. Hơn nữa, cái này tư liệu, bán thực quý thực quý, còn có một ít tư liệu, là không bán, chỉ có thể đủ sang Ma Học Viện học sinh tiến hành đổi. Đi theo viên lão sư dạo xong một vòng, Vương Tiên cảm thấy, chính mình gia nhập sang Ma Học Viện, thật đúng là một cái sáng suốt lựa chọn. Ngày mai các ngươi mã đạo sư sẽ cho các ngươi giới thiệu một chút sự tình, dạy dỗ các ngươi thực chiến, đến lúc đó sẽ có một cái lớp chi gian thi đấu, đúng giờ đã đến. Buổi chiều khoảng 5 giờ thời điểm, Viên lão sư hướng tới mọi người phất phất tay, cuối cùng nói. Một đám người gật gật đầu, lập tức rời đi. Sang ma học viện học sinh có đơn độc phòng, mỗi người một gian, phòng ốc không lớn, nhưng cũng phi thường không tồi. Thực chiến. Vương Tiên hơi hơi gật gật đầu, lập tức hướng tới học viện mặt sau đi đến đó là ngày hôm qua trêu chọc công tử thuê đoàn gia hỏa. Gia hỏa này xui xẻo định rồi. Khẳng định, hôm nay hỏi thăm một chút, công tử thuê đoàn ở Sang ma học viện thanh danh rất lớn, trước kia có một người siêu phàm ngũ giai cường giả học trưởng, đều bị công tử thuê đoàn sửa trị xin lỗi. Hướng tới thuộc tính tu luyện tháp đi đến, hắn liền nghe được chung quanh từng tiếng nghị luận thanh âm, thậm chí còn có người ở suy xét, có phải hay không qua đi cùng hắn luận bàn một chút. Vương Tiên cũng biết sang ma học viện nội học viên chi gian luận bàn quy cũ, nghe được bọn họ nói chuyện, hơi hơi nhíu mày, trên mặt lộ ra một tia không vui thần sắc. Hắn hơi hơi nhíu mày, không để ý đến, đi vào thuộc tính tu luyện tháp nội, lấy ra hạ viện trưởng cho hắn một cái thẻ bài, trực tiếp tiến vào phòng tu luyện. Phòng tu luyện không lớn, gần có 3-4 mét vuông lớn nhỏ, trung ương có một cái ngồi vị trí. Vương Ti ngồi xếp bằng ở hỏa thuộc tính tu luyện tháp nội, lập tức bắt đầu hấp thu chung quanh nồng đậm hỏa thuộc tính. Tu luyện tốc độ so long cung nhược một ít, nhưng cũng không tệ lắm. Đương từng luồng linh khí dũng mãnh vào trong thân thể hắn thời điểm, Vương Tiên thầm nghĩ trong lòng, lập tức nhắm mắt lại, chuyên tâm tu luyện. Tu luyện thời gian thực mau qua đi, đương hắn mở mắt ra khi, đã tới rồi ngày hôm sau buổi chiều. Đi vào tam ban học tập tràn thời điểm, phát hiện bên trong không có người. Vương Tiên nghĩ nghĩ, trực tiếp trở lại chính mình chỗ ở vị trí. Long Vương Nhìn đến Vương Tiên đã đến, Ngao Kiếm lập tức đã đi tới, Long Vương, một chúng Long Nhân ngày mai buổi sáng trở về. Nga Long thứ nơi đó đã xử lý tốt. Vương Tiên nhướng nhướng mày, đầy mặt miễn cười đi qua. Đúng vậy, nghe Long Mục hội báo, ba cái trấn đã toàn bộ xử lý tốt. Ngao kiếm hồi phục nói. Ân. Vương tiên gật gật đầu. Long Vương. Ngày hôm sau buổi sáng, một chúng Long Nhân tới rồi. Toàn bộ an bài hảo. Vương tiên bay thẳng đến bọn họ hỏi. Long Vương, toàn bộ an bài hảo, Ngao yêu đại nhân bọn họ hiện tại đang ở chấp hành ám sát nhiệm vụ, phỏng chừng ba ngày sau có thể trở về. Long Mục gật gật đầu, mặt khác, Kiều Lâm Trấn Thánh Hải trấn cùng với mặt khác ba cái thành trấn ám tuyến, một khi có nhiệm vụ, thông suốt quá tử mẫu thông tin thạch bàn cho chúng ta gửi đi tin tức. Chúng ta có thể ở Đông Hải thành trực tiếp tiếp thu đến, sau đó làm ngao yêu đại nhân bọn họ phía trước năm cái trấn chấp hành nhiệm vụ. Lấy Đông Hải thành là chủ, phóng xạ chung quanh năm cái trấn. Vương Tiên hơi hơi gật gật đầu, tử mẫu thông tin thạch bàn không có khoảng cách hạn chế, là viễn trình thông tin thiết bị. Hảo, trước mắt quỷ yêu số lượng còn không phải rất nhiều, chờ ngày sau nhiều, liền phương tiện rất nhiều. Vương Tiên nhẹ nhàng mà gõ gõ cái bàn, "Kế tiếp mấy ngày, các ngươi đi phát triển Đông Hải thành ám tuyến, mỗi cái khu phát triển 10 tên." "Là Long Vương." Một chúng Long Nhân cung kính gật gật đầu. Vương Tiên đứng lên, "Chờ Ngao Yêu bọn họ đã đến lúc sau, chúng ta liền bắt đầu làm nhiệm vụ, hảo hảo tăng lên thuê đoàn cấp bậc, kiếm lấy linh thạch, tăng lên thực lực." "Đi sang Ma học viện một chuyến đi, khai giảng mau 3 ngày, chính mình liền một ngày đều không có ngốc đến." Vương Tiên do dự một chút, ào ào cười cười, hướng tới Sang Ma học viện nội đi đến có đi hay không lôi đài nơi đó nhìn xem những cái đó tân sinh thi đấu nghe nói hôm nay liền tuyển chọn ra năm nay tân sinh trung người mạnh nhất không thú vị đều là một đám tay mơ thực lực mạnh nhất cũng bất quá siêu phàm tam giai tiểu tử ngươi hiện tại không phải cũng là siêu phàm tam giai sao đi một chút chúng ta đi xem nói không chừng lần này còn có cường đại thiên chi kiêu tử đâu vương tiên tiến vào học viện nội còn chưa đi đến tam bang thời điểm liền nghe được bên cạnh hai gã thanh niên nói chuyện với nhau tân sinh thi đấu hắn ngẩn người Cách không được ngày hôm qua chính mình hồi học tập tràng, bên trong không có người, nguyên lai tân sinh thi đấu. Vương Tiên nhìn nhìn kia hai gã thanh niên đi phương hướng, theo ở phía sau đi qua. Sang ma học viện có một cái thật lớn nơi thi đấu, cho dù là sở hữu học viên toàn bộ đến đông đủ, cũng có thể đủ chứa được. Đương Vương Tiên đi vào nơi thi đấu cửa thời điểm, liền nghe được bên trong truyền đến tiếng hoang hô. Hắn hướng tới bên trong đi đến, đập vào mắt, là một người lực hiện gầy yếu thanh niên đứng ở trên lôi đài, đầy mặt hưng phấn mà giơ lên đôi tay. Vương Tiên hướng tới bên trong đi đến, kết quả lại phát hiện bên trong đạo sư ngược lại hướng tới bên ngoài đi đến. Kết thúc. Vương Tiên hơi hơi kinh ngạc. Tần Sơn thực lực quả thực quá cường, 10 chiêu trong vòng đánh bại cao mảnh, ở siêu phàm tam giai bên trong, hắn cơ hồ là vô địch tồn tại đi. Xác thật rất mạnh, liền thần thông đều không có thi triển, thật là ngưu bức. Tấu chương xong. Chương 976, khiêu khích. Trung quanh, một ngàn nhiều danh tân sinh đầy mặt bội phục nhìn trên lôi đài tên kia thanh niên một ngàn nhiều danh tân sinh, hai ngày thi đấu. Tần Sơn, lấy tân sinh bên trong vô địch tư thái, đạt được sở hữu tân sinh đệ nhất danh thành tựu. Cho dù là đệ nhị danh cao mảnh đều kém rất nhiều. Đối mặt cùng giai bên trong mạnh nhất thanh niên, mọi người trên mặt lộ ra hâm mộ thần sắc. Một ít nữ sinh càng là hưng phấn mà kêu gọi Tần Sơn tên, hận không thể lập tức cả cho hắn bộ dáng. Sang ma học viện nữ sinh vốn dĩ liền ít đi, này liền lệnh còn lại người càng thêm hâm mộ. Bất quá, tương so với hâm mộ, bọn họ càng bội phục Tần Sơn thực lực. Nghe nói Tần Sơn ở tại Đông Hải thành khu dân nghèo Bắc khu, tấm tắc, thật đúng là lợi hại. Ngươi không biết sao? Không chỉ có Tần Sơn lợi hại, hắn tỷ tỷ cũng phi thường lợi hại, các ngươi xem nơi đó, cái kia chính là hắn tỷ tỷ, tử tinh thuê đoàn một người đội trưởng, siêu phàm tứ giai thực lực. Bội phục, trách không được, về sau Tần Sơn ở Sang Ma học viện có thể nói là không người dám chọc. Thật là hâm mộ a, à, có lợi hại như vậy tỷ tỷ, thực lực của chính mình cũng như vậy cường, ngày sau nói không chừng có thể trở thành một người cường giả chung quanh nghị luận tiếng động lại lần nữa truyền đến. Mà giờ này khắc này, ở lôi đài cách đó không xa vị trí, bảy tám danh nữ sinh đứng ở nơi đó, hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Đặc biệt là, này bảy tám danh nữ sinh ngực vị trí, toàn bộ treo một cái huy chương, tử tinh thuê đoàn huy chương. Một cái bắt mắt hoàng kim tiêu chí. Tử tinh thuê đoàn. Tám gã nữ sinh, một cái sau một cái xinh đẹp. Có thể tiến vào tử tinh thuê đoàn nữ sinh, cũng không phải là bình hoa, thực lực của bọn họ toàn bộ đều không kém, thậm chí rất nhiều đều là lớp nội đội trưởng. Đứng ở trung ương nữ sinh một bộ màu đen quần áo, hoặc nhìn cho người ta một loại đặc thù sức sống. Một thân màu đen, cũng cho người ta một loại đặc thù dụ hoặc, rất nhiều nam sinh thường thường xem một cái. Tần tình, ngươi đệ đệ so ngươi còn lợi hại nha, tuổi còn trẻ liền đạt tới siêu phàm tam giai đỉnh, lại còn có đạt được năm nhất đoàn trưởng danh hiệu, đáng tiếc, chúng ta tự tin thuê đoàn không tuyển nhận nam sinh, bằng không, nhất định đem hắn chiêu lại đây. Tần tình bên cạnh một người nữ tử áo đỏ đầy mặt tươi cười hướng tới nàng nói. Ta đệ đệ từ nhỏ liền thực nỗ lực, ăn khổ so với ta còn nhiều, hắn có thể có thực lực này, đều là chính hắn đua ra tới. Tần tình đầy mặt mỉm cười, trên mặt cũng là mang theo một tia tự hào, cười nói. Khi cũng là tần sơn đệ đệ thiên phú hảo, quan nỗ lực không có thiên phú nhưng không có gì dùng. Một khắc danh nữ sinh vội vàng nói tiếp nói. Đó là đó là, chờ một lát nếu không chúng ta đi đông phong các chúc mừng một chút. Một bên đột nhiên truyền đến một cái nam sinh thanh âm. Thanh niên ăn mặc một thân đẹp để quý giá cẩm y phục sức, bên hông treo một phen cây quạt ngực vị trí đồng dạng dắt một cái huy chương công tử thuê đoàn lúc này hắn có chút lấy lòng hướng tới tần tình nói không cần tần tình nghe được một bên thanh niên nói hơi hơi nhíu mày trực tiếp cự tuyệt nói không có việc gì tần tình lại tiêu phí không bao nhiêu ngươi xem tần sơn nhiều gầy ốm ta dẫn hắn đi ăn chút thứ tốt bổ một bổ thanh niên lại lần nữa nói không cần chính hắn nghĩ muốn cái gì ta có thể cho hắn hắn cũng có thể thông qua chính mình nỗ lực đạt được tần tình lắc lắc đầu, lại lần nữa lộ ra tươi cười nhìn trên lôi đài đệ đệ. Vương tiên đứng ở cửa, nhìn náo nhiệt lôi đài nơi sân. Năm nhất người mạnh nhất, siêu phàm tam giai thực lực. Này ở hắn xem ra, hoàn toàn là thái kê mổ nhau, căn bản làm hắn nhất không nổi cái gì hứng thú. Đừng nói năm nhất thi đấu, chính là toàn bộ sang ma học viện thi đấu, hắn đều không có bao lớn hứng thú. Hắn hoàn toàn có thể một quyền một cái tiểu bằng hữu. Ân. Là hắn. Thật đúng là, nghe nói hắn kêu vương tiên hai ngày này thi đấu luận bàn thời điểm như thế nào không có nhìn đến hắn liền ở vương tiên vừa định phải rời khỏi thời điểm một cái lớp học sinh cũng đang chuẩn bị rời đi vừa lúc thấy được đứng ở cửa hắn một chúng hơn trăm người hơi hơi sửng sốt theo sát nhỏ giọng chỉ chỉ rõ rõ nghị luận lên đội trưởng ngươi muốn hay không đi cùng hắn luận bàn một chút nếu đem hắn tấu một đốn còn có một vạn trung phẩm linh thạch có thể lấy một người nữ sinh hướng tới đứng ở trung ương nhất thanh niên nói lần này liền thôi bỏ đi vừa rồi luận bàn ngược bị đánh một chút hiện tại còn không có hoãn lại đây, yêu cầu tỉnh dưỡng một chút, chờ tỉnh dưỡng hảo nhất định cùng hắn hảo hảo luận bàn luận bàn. Thanh niên vẫy vẫy tay, cười nói. Ha ha, đội trưởng chính là năm nhất xếp hạng đệ tam cường giả, giáo huấn hắn, dễ như trở bàn tay. Tên kia nữ sinh có chút định hót vứt một cái mị nhãn, cười nói. Ha ha, đó là tự nhiên. Thanh niên có chút ngạo nghễ cười lớn một tiếng. Vương tiên nhìn bọn họ, trong mắt hiện lên một tia sắc lạnh, hai ngày này, chỉ cần hắn đi vào học viện, liền có không ít người tới khiêu khích, này làm hắn có chút không chê phiền lụy. Là vương tiên. Hai ngày không có tới, không nghĩ tới gia hỏa này hiện tại thế nhưng tới. Bên này hơn trăm người đột nhiên dừng lại, hướng tới bên ngoài nhìn lại, đưa tới một bên tam bang một đám người chú ý. Nhìn đến vương tiên, bọn họ trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc. Đối với cái này khai giảng ba ngày trốn học hai ngày, mới vừa vào học liền dẫn phát như thế đại sự tình đồng học, bọn họ chính là phi thường tò mò. Vương tiên, ngươi còn biết tới học viện, có phải hay không sợ hãi công tử thuê đoàn người tới trả thù ngươi, cho nên hai ngày này không dám tới nha đoạn khánh văn có chút trào phúng hướng tới vương tiên nói ai cái kia trêu chọc công tử thuê đoàn học sinh sao thật đúng là hắn mới vừa vào học liền đắc tội công tử thuê đoàn cái kia thanh niên đoạn khánh văn nói nháy mắt lệnh càng nhiều người nhìn qua nhìn đến vương tiên khi trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc gia hỏa kia ta đi xem vẫn luôn ở tầng tình một chúng nữ sinh bên cạnh thanh niên nghe được bên này thanh âm nhướng nhướng mày hướng tới các nàng nói một câu hướng tới phía trước đi đến. Là lệnh công tử thuê đoàn nang tham cái kia thanh niên, có ý tứ chúng ta cũng đi xem. Một người nữ sinh lôi kéo tầng tình các nàng quần áo, theo ở phía sau đi đến. Một đám người hướng tới cửa chỗ đi đến. Ngay cả đứng ở trên lôi đài tần sơn, cũng hướng tới vương tiên nhìn lại. Trong lúc nhất thời, vạn chúng chú mục. Mọi người toàn bộ tò mò nhìn bọn họ tân sinh bên trong, vị này nhân vật phong vân. Vương tiên nhìn tất cả mọi người nhìn qua, hơi hơi nheo lại đôi mắt, trên mặt hiện lên một tia lạnh băng xem ra có một số việc muốn giải quyết một chút con rận nhiều yêu cầu rửa sạch một chút ha hả vị này tiểu bằng hữu chính là ngươi ngày đó không cho chúng ta công tử thuê đoàn mặt mũi đi đúng lúc này mặt sau truyền đến một thanh âm tụ tập ở phía trước một chúng tân sinh vội vàng tránh ra một cái con đường tên kia công tử thuê đoàn cẩm y thanh niên đầy mặt tươi cười đi đến hắn ánh mắt nhìn chầm chầm vương tiên ánh mắt lộ ra một tia diễn ngược vương tiên nhìn đi tới thanh niên hơi hơi nheo lại đôi mắt ánh mắt dừng ở ngực hắn huy chương thượng trên mặt lộ ra một tia sắc lạnh. Nguyên lai, là một cái phế vật thuê đoàn người. Tấu chương xong. Chương 977, tân sinh đệ nhất, phế. Thường. Nguyên lai, là một cái phế vật thuê đoàn người. Đương Vương Tiên nói vang lên lúc sau, chung quanh một chúng nghị luận thanh âm tỉnh xuống dưới, mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn Vương Tiên. Ngay cả công tử thuê đoàn tên kia thanh niên trên mặt tươi cười cũng cương xuống dưới. Nếu nói trước kia hắn không có nhập học, không biết công tử thuê đoàn còn có thể nói tân sinh không sợ, người không biết vô tội. Nhưng mà hiện tại, đã tiến vào học viện, còn làm trò hơn một ngàn người mặt, nói thẳng công tử thuê đoàn là phế vật thuê đoàn, đó chính là trần trụi vũ nhục. Ánh mắt mọi người toàn bộ nhìn về phía tên kia công tử thuê đoàn cẩm y thanh niên. Bọn họ cũng không phải là trước kia cái loại này tiểu bạch. Ba ngày thời gian, bọn họ đối với sang ma học viện nội một ít thuê đoàn cũng có một cái kỹ càng tỉ mỉ hiểu biết. Dám đảm đương công tử thuê đoàn thành viên mặt nói bọn họ là phế vật, này kết quả cẩm y thanh niên nhìn đến sở hữu tân sinh đều nhìn chính mình sắc mặt không ngừng biến ảo nếu sau này không thể đủ cấp tiểu tử này một cái thảm thống giáo huống nói kia bọn họ công tử thuê đoàn ở tân sinh bên trong đem hoàn toàn trở thành một cái chê cười bạch 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 cẩm y thanh niên chậm rãi hướng tới vương tiên đi đến đạp lên trên mặt đất phát ra thanh thúy thanh âm trên mặt lộ ra lạnh băng thần sắc tiểu tử ngươi muốn chết đúng không hảo hảo ta thành toàn ngươi hắn nói ánh mắt quét về phía phía sau mọi người lớn tiếng quát hôm nay ta lấy công tử thuê đoàn thành viên thân phận, tuyên bố một cái nhiệm vụ, tấu tiểu tử này một đốn, hai vạn trung phẩm linh thạch. Phế bỏ một cái cánh tay, năm vạn trung phẩm linh thạch. Hai điều cánh tay, mười vạn trung phẩm linh thạch. Tứ chi, hai mươi vạn trung phẩm linh thạch. Bất luận kẻ nào, chỉ cần có thể hoàn thành, có thể trực tiếp tới chúng ta công tử thuê đoàn tới lĩnh linh thạch, chúng ta danh dự, các ngươi không cần lo lắng. Cẩm y thanh niên nói, chậm rãi quay đầu lại lần nữa nhìn chầm chầm vương tiên, ánh mắt lạnh lùng, tiểu tử, ta muốn cho ngươi ở Sang Ma Học Viện đại không đi xuống. Ngày sau, Sang Ma Học Viện đối với ngươi mà nói chính là địa ngục. Nắm Thảo tấu một đống liền cấp hai vạn trung phẩm linh thạch, phế bỏ một cái cánh tay, chính là 5 vạn, này cũng quá có tiền. Ni Ma, nếu phế đi tiểu tử này một cái tứ chi, ta đều có thể đủ mua mười mấy viên đan dược. Gia hỏa này xong đời. Bất quá nếu hắn tiểu tâm một ít hẳn là cũng không có quá lớn vấn đề. Rốt cuộc cao niên cấp muốn cùng hắn đối chiến, cần thiết chinh đến hắn đồng ý, trừ phi chúng ta tân sinh bên trong có người có thể đủ phế bỏ hắn. Phế bỏ hắn. Tân sinh bên trong có thể làm được phỏng chừng không nhiều lắm, gia hỏa này thực lực rất mạnh. Chung quanh một chúng học sinh lập tức quanh động lên, 20 vạn trung phẩm linh thạch, có thể mua sắm mấy chục viên siêu phàm nhị cấp đang dược. Tam cấp đang dược cũng có thể đủ mua sắm không ít. Cho bọn hắn 20 vạn trung phẩm linh thạch, có thể đưa bọn họ toàn bộ võ trang lên. Rất nhiều học sinh tâm động không thôi, thậm chí có rất nhiều lớp đội trưởng do dự mà muốn hay không ra tay. Vương Tiên nhìn Cẩm Y thanh niên, trong mắt hiện lên một tia sắc lạnh, theo sát lại nhìn đến chung quanh một chúng học sinh nóng lòng muốn thử bộ dáng, ánh mắt lộ ra một tia lạnh lạnh. Như thế nào? Có người muốn này đó linh thạch. Hắn ngạo nghễ nhìn quét mọi người, lạnh lùng nói. Ha ha, tự nhiên muốn, 20 vạn trung phẩm linh thạch đâu, tấm tắt, hoàn thành một ít bạc trắng ba bốn cấp nhiệm vụ, cũng không có nhiều như vậy linh thạch. Vương Tiên nói mới vừa nói xong, bên cạnh liền có bốn năm cái thanh niên cười lớn nói. Các ngươi tới cùng tên này tân sinh luận bàn, người khác nhưng không nhất định sẽ đồng ý. Bọn họ nói xong, một bên lại có ba bốn thanh niên đối với bọn họ nói. Ai, thật là đáng tiếc, chúng ta đây chỉ có thể ở chỗ này nhìn xem náo nhiệt lâu. Bọn họ đàm tiếu, trong mắt hiện lên một tia lửa nóng, bọn họ cũng muốn cùng vương tiên luận bàn một chút, thuận tiện phế bỏ hắn tứ chi. Nhưng niên cấp hạn chế, học viện quy củ hạn chế, đối phương có thể cự tuyệt bọn họ khiêu chiến. Cùng cấp bậc nói, trừ phi trực tiếp nhận thua, nếu không không thể cự tuyệt khiêu chiến. Ta tới, vị công tử này thuê đoàn học trưởng, ta tới đón các ngươi nhiệm vụ. Năm ban một chúng học sinh đằng trước, một người thanh niên đi ra, đầy mặt mỉm cười nói. Vẫn là ta đến đây đi. Tân sinh bên trong năm ban đội trưởng, năm ban người mạnh nhất ánh mắt lập lòe đi ra. Bất quá hắn mới vừa bán ra hai bước, lại một thanh âm vang lên. Đương thanh âm này vang lên thời điểm, mọi người ngẩn người. Thanh âm đến từ lôi đài. Mọi người ánh mắt nhìn lại, trên mặt lộ ra kinh dị thực sắc. Tần Sơn thế nhưng muốn ra tay, này đây là muốn phế đi kia tiểu tử nha. Tần Sơn gia đình bối cảnh vốn là không thế nào hảo, này 20 vạn linh thạch với hắn mà nói vẫn là tương đối trân quý. Tần Sơn ra tay, cái kia vương tiên muốn xong đời. Cái này có ý tứ, không nghĩ tới chúng ta năm nhất người mạnh nhất phải đối phó hắn. Chung quanh một chúng học sinh trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc, nhìn nhìn ngạo nghễ đứng ở trên lôi đài cùng giai người mạnh nhất, lại nhìn nhìn phía dưới vương tiên, trên mặt lộ ra diễn ngược thần sắc. Tiểu Sơn Tần tình nhìn đến chính mình đệ đệ muốn ra tới, hơi hơi nhíu mày, hướng tới Tần Sơn hô kêu. Không có việc gì tỷ, ta không phế hắn tứ chi, người khác cũng sẽ phế đi hắn. Tần Sơn trên mặt lộ ra một tia tự tin tươi cười. Ha ha, nếu Tần Sơn đệ đệ ngươi muốn phế đi kia tiểu tử, ta làm công tử thuê đoàn cho ngươi 40 vạn trung phẩm linh thạch. Phía trước cẩm y thanh niên nhìn đến Tần Sơn muốn động thủ, trong lòng vừa động, lớn tiếng nói, quay đầu lại hướng tới Tần Tình lấy lòng cười cười. Trực tiếp đem linh thạch tăng lên đến 40 vạn linh thạch, gần nhất có thể trực tiếp phế bỏ kia tiểu tử thứ hai có thể lấy lòng tần tình, một công đôi việc. Hảo. Tần Sơn hai mắt hiện lên một tia lửa nóng, ánh mắt nhìn chầm chầm hướng vương tiên, chậm rãi vương tay ngoéo một cái. Đi lên đi, để cho ta tới nhìn xem, ngươi có cái gì thực lực, tới nói công tử thuê đoàn là phế vật, nếu không có thực lực nói, kia tính ngươi xui xẻo. Tần Sơn nói, ánh mắt lạnh lùng nhìn chầm chầm vương tiên, đi lên. Ngươi muốn phế bỏ ta tứ chi. Vương tiên ánh mắt nhìn về phía trên đài Tần Sơn, lạnh lùng hỏi. Chính ngươi phế bỏ cũng có thể. Tần Sơn đầy mặt tự tin nhàn nhạt nói. Xoái, không hổ là chúng ta năm nhất sở hữu học sinh trung đoàn trưởng, này phân khí phách, ngưu bức. Tần Sơn vô luận là thực lực, vẫn là tâm tính, đều phi thường lợi hại. Ha ha, lấy Tần Sơn thực lực, phế bỏ kia vương tiên hẳn là dễ như trở bàn tay đi. Chung quanh một đám người nghe được Tần Sơn trả lời, trên mặt lộ ra khâm phục thần sắc. Vương tiên trong lòng cười lạnh, thân hình vừa động, trực tiếp bay đến trên lôi đài. Là ngươi tự tìm. Hắn nhàn nhạt nói một câu. Ha hả, Tần Sơn tự tin cười cười, bày một cái thủ thế. Tiểu Sơn, cẩn thận một chút. Tần tình nhìn trên lôi đài Tần Sơn, cao mày nhắc nhở nói. Tần Sơn cố lên. Tần Sơn cố lên, ngươi là nhất bổng. Phế đi hắn. Phía dưới, một chúng nữ sinh ở chung quanh không chút nào bụng xỉn lớn tiếng kêu, cố lên. Tần Sơn khóe miệng hơi hơi nhếch lên, đầy mặt ngạo nghễ nói, làm ngươi động thủ trước. Tấu chương xong. Chương 978, Tân sinh đệ nhất, phế. Hạ làm ngươi động thủ trước. Tần Sơn mang theo một bộ kim loại bao tay, toàn bộ cánh tay cũng mang theo một cái màu đen hổ giác. Một cổ nhàn nhạt ngọn lửa ở cánh tay hắn bay lên đằng, đầy mặt mỉm cười nhìn chầm chầm Vương Tiên. Thân thể có chút gầy yếu, nhưng là thoạt nhìn tràn ngập sức bật, tuấn lãng khuôn mặt, có một cổ cứng cỏi khí chất. Lôi đài chung quanh, một chúng học sinh ánh mắt gắt gao nhìn, kêu gọi Tần Sơn cố lên khẩu hiệu. Xuất thân bần hàng, rồi lại không cam lòng nhận thua, lấy chính mình nỗ lực, đạt tới sang ma học viện tân sinh đệ nhất thành tựu có một không hai cùng giai mọi người. Có thể nói là vai chính khuôn mẫu, chân chính thiên chi kiêu tử. Vương tiên nhìn Tần Sơn, trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt cười lạnh, ta đây liền động thủ trước. Đến đây đi, ha hả. Tần Sơn nhàn nhạt cười cười. 40 vạn trung phẩm linh thạch, hắn muốn định rồi. Oanh. Trong nháy mắt này, Vương tiên động, hắn không có sử dụng chút nào thuộc tính, năm ngón tay thành trảo, bay thẳng đến Tần Sơn chụp tới. Ân. Tốc độ rất nhanh. Tần Sơn nhìn đến Vương Tiên công kích mà đến nháy mắt, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, trên mặt lộ ra ngưng trọng. Oanh. Trong nháy mắt, cánh tay hắn thượng tản ra khủng bố ngọn lửa, ngọn lửa hóa thành một chúng hỏa hồng sắc trường xà, quấn quanh ở trên cánh tay. Đến đây đi. Hắn ánh mắt lộ ra ý chí chiến đấu, trực tiếp đón nhận Vương Tiên tay trảo. Oanh. Quấn quanh ở cánh tay hắn thượng hỏa xà trực tiếp vọt lên, mở ra thật lớn miệng, hướng tới Vương Tiên Vương Tiên tay trảo táp tới, xuyên thấu qua ánh lửa. Vương Tiên có thể nhìn đến Tần Sơn trên mặt cười lạnh. Cánh tay trái. Vương Tiên trong miệng nhàn nhạt nói một câu, tay trảo đột nhiên gia tốc. Chạm vào. Cái gì? Không tốt. Trong khoảnh khắc, Vương Tiên tay trảo trực tiếp đánh tan như thực chất hỏa xà, nắm chặt ở hắn trên nắm tay, làm hắn sắc mặt đại biến. Ca Vương Tiên bàn tay vừa chuyển, đứt gãy thanh âm truyền đến. T. Tần Sơn cảm thụ được chính mình cánh tay trái đứt gãy, sắc mặt biến đổi lớn, trên trán nháy mắt tràn ngập mồ hôi lạnh bất quá cứng cỏi hắn cũng không có hô lên tới đảo hút một ngụm khí lạnh a à, cánh tay chặt đứt nhưng mà phía dưới một đám người nhìn đến bọn họ chiêu thứ nhất đối kháng tần sơn cánh tay trực tiếp bị bẻ gãy xuất hiện dị dạng phía dưới một chúng nữ sinh sôi ra kinh hô ngay cả một ít nam sinh cũng là đồng tử nhịn không được trục trục đảo hút một ngụm khí lạnh tần tình càng là sắc mặt biến đổi lớn đôi tay đỡ ở lôi đài bên cạnh đầy mặt lo lắng cho ta buông tay tần sơn hét lớn một tiếng tay phải nắm chặt, nắm tay trực tiếp hóa thành một đầu mảnh hổ, thật mạnh hướng tới vương tiên ném tới. Xà đằng hổ gầm. Này nhất chiêu, là thần thông. Hổ như thật hổ, hồng viêm thật hổ. Muốn phế ta tứ chi. Vương tiên sắc mặt bất biến, trực tiếp duỗi tay tay phải. Oanh. Khủng bố ngọn lửa hổ gầm trực tiếp tắt, vương tiên bắt lấy hắn tay phải. Ca ca ca. A. À. Cánh tay phải lại lần nữa đứt gãy, lúc này đây, tần sơn nhịn không được thảm thống hô ra tới chung quanh mọi người nhìn đến tần sơn cánh tay phải lại lần nữa bị bẻ gãy, trên mặt lộ ra chấn động thần sắc. Này sao có thể, hắn như thế nào sẽ như thế chi cường? Một người vừa rồi lớn tiếng cố lên hò hét nữ sinh đầy mặt kinh hãi, ngốc sáp trong miệng lẩm bẩm. Dừng tay. Tần tình sắc mặt đại biến, vội vàng rống lớn nói. Người không chọc ta, ta cũng sẽ không chọc người, tứ chi, vậy tứ chi. Tần sơn đầy mặt tràn ngập mồ hôi lạnh, đầy mặt kinh sợ nhìn vương tiên. Hắn hai tay bị bắt lấy, hoàn toàn phế bỏ, thân mình có chút run rẩy chạm vào vương tiên không có dừng tay người không phạm ta ta không phạm người Người nếu muốn ta tứ chi ta đây cũng muốn ngươi tứ chi quản ngươi là ai là tốt là xấu đều phải vì chính mình làm những chuyện như vậy phụ trách a à. vương tiên một dưới chân đi tần sơn một chân thật mạnh quỳ trên mặt đất chân trái phế đi ngươi dừng tay lần này đứng ở lôi đài bên cạnh tần tình hoàn toàn luống cuống thân hình vừa động trực tiếp bay đến trên lôi đài như thế nào ngươi cũng muốn động thủ vương tiên nhìn lướt qua nửa quỳ ở chính mình trước người tần sơn ánh mắt nhìn về phía bay lên tới tần tình lạnh nhạt hỏi ta đệ đệ nhận thua thả ta đệ đệ tần tình sắc mặt đổi đổi cắn răng nói ha hả vừa rồi ngươi như thế nào không ngăn cản vương tiên trên mặt lộ ra một tia trào phúng đùi phải vừa động chạm vào oanh a a a tần sơn kêu thảm thiết thanh âm truyền đến hắn hai chân trực tiếp quỳ gối vương tiên trước người trong miệng phát ra kêu thảm thiết. Vương Tiên xem đều không có xem hắn, ánh mắt nhìn Tần Tình, hắn nói muốn phế ta tứ chi, ta liền phế hắn tứ chi, ta cùng hắn không oán không thù, hiện tại, thực công bằng. Hắn nhàn nhạt cười cười, trực tiếp đem chi đá ngã trên mặt đất. Liền ngươi như vậy phế vật, còn dám muốn này 40 vạn linh thạch. Vương Tiên nhìn mồ hôi lạnh che kín toàn thân Tần Sơn, nhàn nhạt trào phúng nói. Tiểu Sơn. Tần Tình sắc mặt biến đổi lớn, vội vàng chạy tới, kiểm tra hắn tứ chi. Ngươi ngươi sao có thể Tần Sơn không dám tin tưởng nhìn Vương Tiên, cảm thụ được chính mình tứ chi, sắc mặt một mảnh tái nhợt. Tỷ tỷ, tỷ, ta ta tứ chi rốt cuộc thế nào? Hắn có chút hoảng sợ hỏi. Không có việc gì, không có việc gì, chỉ cần có cũng đủ đang dược, có thể chữa khỏi, có thể chữa khỏi. Tần tình đôi mắt có chút ửng đỏ nói, theo sát, nàng phẫn nộ quay đầu, thân mình có chút run rẩy nhìn chầm chầm Vương Tiên, ngươi xuống tay hảo tàn nhẫn. Lặp lại lần nữa, là hắn muốn phế ta tứ chi, nếu có lần sau, ta dám cam đoan, Hắn sẽ là một cái người chết. Vương Tiên nhíu mày, ánh mắt lạnh băng hướng tới nàng nói. Tần tình cắn miệng mình, ánh mắt nhìn chầm chầm Vương Tiên, sắc mặt nàng kham quay đầu. Nàng cũng biết, lần này là chính mình đệ đệ muốn phế hắn tứ chi. Nhưng là, thật là lợi hại, hắn như thế nào sẽ như thế chi cường. Ta à trời ạ, à, nhất chiêu, chỉ một chiêu liền đánh bại Tần Sơn, liền phản kháng thực lực đều không có. Này Tần Sơn chính là hai ngày này thi đấu học viện tuyển chọn ra tới mạnh nhất học sinh, năm nhất học sinh thủ lĩnh thế nhưng bị nháy mắt phế bỏ tứ chi liền phản kháng thực lực đều không có chung quanh một chúng học sinh trên mặt lộ ra chấn động thần sắc này cũng quá nhanh bọn họ tân sinh bị trực tiếp nháy mắt hạ gục dễ dàng phế bỏ tứ chi này làm bọn hắn cảm giác có chút hoang đường không thể tưởng tượng may mắn may mắn vừa rồi ta không có động thủ thực lực của hắn ít nhất siêu phàm tứ dai năm ban tên kia đội trưởng nhìn đến tần sơn kết cục xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh này cũng quá hung hãn tân sinh đệ nhất bị nháy mắt hạ gục hắn nếu là đi lên, cũng là bị nháy mắt hạ gục phân. Hảo cường thực lực. Này thực lực ta. Lôi đài chung quanh, khi một ít cao niên cấp học viên thấy như vậy một màn, cũng là trận mắt há hốc mồm. Này thực lực, cảm giác so với bọn hắn đều cường. Sang ma học viện nội, 10% học sinh siêu phàm nhị giai đỉnh, 60% học sinh siêu phàm tam giai, 29% siêu phàm tứ giai, dư lại có 8-9-10 người là siêu phàm ngũ giai, siêu phàm lục giai đôi tay có thể đếm được, hơn nữa này đó siêu phàm lục giai còn toàn bộ là tối cao tuổi học sinh, trong đó, vài cái là có được huyết mạch duyên cớ. Chỉ có mấy cái yêu nghiệt thiên tài, mới là bình thường tu luyện đạt tới siêu phàm lục giai. Sang ma học viện siêu phàm lục giai cường giả, đặt ở toàn bộ tinh nguyệt vương quốc, thiên tư có thể bài đến trước 50. Tấu chương xong. Chương 979, cao niên cấp học trưởng. Phế. Ở sang ma học viện, có được siêu phàm tứ giai thực lực, xem như phi thường không tồi, ngày sau tốt nghiệp, cũng sẽ đã chịu các đại thuê đoàn tranh đoạt. Rốt cuộc, 40 tuổi tả hữu siêu phàm tứ giai cường giả còn là phi thường tuổi trẻ. Đông Hải Thành, những cái đó một hai trăm tuổi vẫn là siêu phàm tứ giai cũng là bó lớn người ở. 40 tuổi siêu phàm tứ giai, đã có được trở thành đỉnh cấp cường giả khả năng. Vương Tiên hiện giờ tuổi tác đạt tới siêu phàm tứ giai, tuyệt đối là yêu nghiệt, đã so siêu phàm học viện 70% người đều phải cường. Phế vật thuê đoàn rác rưởi, đừng làm một ít phế vật tới phế ta tứ chi, ngươi có thực lực nói, chính mình đi lên. Vương Tiên đứng ở trên lôi đài, không để ý đến tần sơn tần tình tỷ đệ chỉ vào công tử thuê đoàn tên kia cẩm y thanh niên trào phúng nói ngươi cẩm y thanh niên kịch liệt biến ảo sắc mặt chậm rãi âm trầm xuống dưới vô cùng nang kham nhìn chằm chằm vương tiên vừa rồi vương tiên sở bày ra ra tới thực lực làm hắn chấn động nhìn đến hắn thế nhưng chỉ vào chính mình làm chính mình đi lên hắn lại tức lại giận hắn chính là sang ma học viện lớp 6 học sinh học viện đại danh đỉnh đỉnh công tử thuê đoàn thành viên hiện giờ thế nhưng bị một người tân sinh trào phúng chẳng sợ, cái này tân sinh thực lực có chút yêu nghiệt. Nhưng, này như cũ làm hắn vô cùng phẫn nộ. Không thể tha thứ. Ha ha, hảo hảo, làm ta đi lên, khiêu chiến ta. Thực hảo thực hảo. Cẩm y thanh niên giận cực phản cười, trên mặt lộ ra một tia dữ tận thần sắc. Hắn thân hình vừa động, trực tiếp nhảy đến trên lôi đài, ngón tay vừa động, một thanh kim sắc trường kiếm xuất hiện ở hắn trong tay. Theo sát hắn trước người xuất hiện một bộ hộ giáp. Hộ giáp lập loè kim sắc quang mang, vừa thấy liền biết bất phàm mặt ở trên người cẩm y thanh niên ánh mắt lạnh băng nhìn chầm chầm vương tiên trong tay trường kiếm thẳng chỉ tiểu tử đừng tưởng rằng chính mình có chút thực lực liền có thể kiêu ngạo hôm nay ta sẽ làm ngươi biết đắc tội chúng ta công tử thuê đoàn đại giới ha hả vương tiên lạnh lùng cười cười phế bỏ tứ chi sao biết liền hảo cẩm y thanh niên ánh mắt một ngưng lạnh lẽo nói ta đi vương tiên thế nhưng khiêu chiến cao niên cấp học trưởng hơn nữa vẫn là công tử thuê đoàn thành viên vị này học trưởng trên người trang bị là siêu phàm ngũ giai, quả thực quá có tiền, một thân siêu phàm ngũ giai hộ giáp vũ khí. Này vương tiên là tìm chết đi, lấy học trưởng trên người vũ khí cùng hộ giáp, bình thường siêu phàm tứ giai cường giả căn bản không phải đối thủ. Quá tự đại, hắn cho rằng có thể dễ dàng nháy mắt hạ gục tần sơn, liền có thể đối kháng siêu phàm tứ giai học trưởng. chung quanh sở hữu học sinh nhìn đến vương tiên thế nhưng khiêu khích siêu phàm tứ giai học trưởng, trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc. Đặc biệt là xem cẩm y thanh niên học trưởng lấy ra tới vũ khí cùng hộ giáp, càng là đầy mặt khiếp sợ. này một thân trang bị, giá trị thượng trăm vạn trung phẩm linh thạch. phế đi hắn, phế đi hắn. lôi đài cách đó không xa, tam bang một chúng học sinh trung ương, đoạn khánh văn sắc mặt tái nhợt nhỏ giọng trong miệng lẩm bẩm. vừa rồi vương tiên ra tay, xác thật dọa hắn giật mình. nghĩ vậy hai ngày chính mình đối với hắn bất mãn, đối hắn trào phúng nói, càng là hải hùng khiếp viết. nếu vương tiên muốn trả thù hắn, có thể nhẹ nhàng đùa chết hắn. các ngươi công tử thuê đoàn, thật sự thực lệnh người phiền chán. Vương Tiên nhìn Cẩm Y thanh niên, bàn tay vừa động, màu đỏ một kiếm xuất hiện ở trong tay. Nga! Ha hả, phiền chán. Ngày sau chúng ta cũng là ngươi ác mộng. Cẩm Y thanh niên cắn răng, hơi hơi ngẩng lên đầu, ánh mắt viết viết một bên ngã trên mặt đất Tần Sơn cùng đôi mắt ửng đỏ tần tình. Dám đối với Tần Sơn đồng học ra tay như thế chi trọng, đợi lát nữa, ta sẽ làm ngươi gấp 10 lần dân trả. Hắn đề cao thanh âm, lớn tiếng nói. Gấp 10 lần. Vương Tiên cười lạnh một tiếng, trong tay trường kiếm trực tiếp nâng lên, hướng tới cẩm y thanh niên nháy mắt công kích mà đi. Hôm nay, ta phải hảo hảo giáo huấn ngươi tiểu tử này. Nhìn đến vương tiên trực tiếp công kích mà đến, cẩm y thanh niên hét lớn một tiếng. Kim sắc trường kiếm nở rộ ra kim mang, kiếm như một loại loài chim bay sắc bén điểu miệng, bay thẳng đến vương tiên đâm tới. Oanh! Vương tiên trong tay màu đỏ trường kiếm vung lên, ngọn lửa, nháy mắt bao phủ phạm vi cây số lôi đài. Tần tình trên mặt khẽ biến, ông chính mình đệ đệ thân thể lập tức bay đến phía dưới. Đánh nhau rồi. Chiến đấu đi lên, này vương tiên như vậy có tin tưởng, cũng dám cùng cao niên cấp siêu phàm tứ giai học trưởng đối kháng. Mặc kệ nói như thế nào, cái này vương tiên thực lực ở chúng ta năm nhất trung, là mạnh nhất tồn tại. Chẳng sợ hắn là mạnh nhất, nhưng là đối mặt lớp 6, một thân siêu phàm ngũ giai hộ giáp cùng vũ khí học trưởng trước mặt, cũng muốn bại. Không sai. đương ngọn lửa bao phủ toàn bộ lôi đài, mọi người trên mặt lộ ra chấn động thần sắc, sôi nổi mở miệng nghị luận. Đi vào phía dưới tầng tình cùng tầng sơn, ánh mắt cắt gao nhìn chầm chầm trên lôi đài kim quang cùng ngọn lửa, che đậy rất nhiều người tầm mắt. Ở đây, trên cơ bản cũng không đạt tới siêu phàm tứ giai, hoàn toàn thấy không rõ bị ngọn lửa cùng kim quang bao phủ thế giới. A a a. Bất quá thực mau, thậm chí có thể nói là trong khoảnh khắc. Trên lôi đài liền truyền đến từng tiếng thống khổ kêu thảm thiết. Thê thảm thanh âm tràn ngập hoảng sợ, dường như gặp phải tử vong uy hiếp giống nhau. Cái gì? Rốt cuộc sao lại thế này? Là vị kia học trưởng thanh âm. Chung quanh, nghe được thanh âm này mọi người sắc mặt cuồng biến. Oanh! Đúng lúc này, trên lôi đài ngọn lửa cùng kim quang nháy mắt biến mất, một cái thân thể thật mạnh hướng tới dưới lôi đài bay đi. Mà cùng hắn cùng nhau bay ra đi, còn có hai tay. Hai tay bị trảm. Trực tiếp chặt đứt. Ở siêu phàm đại lục, hai tay bị trảm có thể khôi phục, nhưng là khôi phục sở yêu cầu đang dược sở yêu cầu linh thạch, ít nhất thượng ngàn vạn trung phẩm linh thạch. Nếu không, rất khó khôi phục lại. Nhìn đến kia bị trảm rất hai tay, tất cả mọi người ngốc a a a cánh tay của ta cánh tay của ta thật mạnh rơi trên mặt đất cẩm y thanh niên tóc phát ra trên mặt tràn ngập sợ hãi chi sắc hắn lớn tiếng gào thét nghe tới phi thường thê thảm tất cả mọi người nghe dại nhìn cẩm y thanh niên thảm trạng thân mình nhịn không được hướng tới mặt sau thối lui này này ùn ụt t một ít người nhịn không được nuốt nước miếng một ít người đảo hút một ngụm khí lạnh thân mình nhịn không được hướng tới mặt sau thối lui trực tiếp trảm rớt hai tay như thế hung tàn hành vi này ở sang ma học viện nội, cũng sẽ lọt vào thật lớn xử quyết. Loại này cách làm, có rất lớn khả năng sẽ bị trực tiếp đuổi đi đi sang ma học viện. Hắn, thế nhưng như thế hung tàn. Như thế tàn nhẫn. Ngày sau, các ngươi công tử thuê đoàn, nếu có người dám tới phiền ta, ta đem trực tiếp phế bỏ tứ chi, nói cho các ngươi công tử thuê đoàn mọi người. Mặt khác, vương tiên ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua chung quanh, mọi người đón nhận hắn ánh mắt, lập lòe né tránh. Về sau, treo chọc ta, phải nghĩ lại có thể hay không thừa nhận cái này hậu quả. Hắn nói, lạnh lùng cười cười, thân hình vừa động, trực tiếp nhảy đến dưới lôi đài. Phế vật. Nhìn đến Tần Sơn nhìn chầm chầm chính mình, Vương Tiên Kinh thường nói một câu, bay thẳng đến bên ngoài đi đến. Tần Sơn sắc mặt một trận trắng mệt, bên cạnh Tần Tình gắt gao nắm nắm tay. Thiếu tam chương, ngày hôm qua bổ hai chương, đây là cuối cùng một chương. Không nợ lạp lạp lạp. Lạp 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 lạp. Tấu chương xong. Chương 980, quanh động toàn bộ thi đấu lôi đài nơi sân nội một mảnh yên tĩnh mọi người ngốc ngốc nhìn cái kia thân ảnh biến mất ở bọn họ trong tầm mắt bọn họ nhìn nhìn ngã trên mặt đất tần sơn lại nhìn nhìn tên kia cẩm y thanh niên ở vừa mới tần sơn lấy cường đại thực lực lực áp mọi người trở thành tân sinh đệ nhất tân sinh người mạnh nhất nhưng mà hiện giờ tứ chi bị phế ở vừa mới thân phận cao quý cao nhân nhất đẳng công tử thuê đoàn thành viên cẩm y học trưởng bị trực tiếp chặt đứt hai tay so với tần sơn còn muốn thê thảm tất cả đều là bởi vì cái kia thanh niên, cái kia tân sinh, vương tiên. Thực lực của hắn, rốt cuộc mạnh như thế nào? Một người thanh niên trong miệng lẩm bẩm, nhịn không được lại lần nữa nuốt một ngụm nước miếng. Này này! Đoạn khánh văn trên trán mồ hôi lạnh vẫn luôn chảy, trong mắt tràn ngập thần sắc sợ hãi. Một cái liền công tử thuê đoàn thành viên, liền học trưởng đều dám trực tiếp chặt đứt hai tay gia hỏa, quá hung tàn. Nếu hắn như vậy đối phó chính mình, khi chính mình chẳng phải là xong đời. Hắn nhưng lấy không ra linh thạch khôi phục chính mình cánh tay. Một khi bị chặt đứt hai tay, hắn cả đời này liền xong rồi. Hiện tại, hắn có chút may mắn, may mắn Vương Tiên lúc ấy không để ý đến chính mình, nếu không, hậu quả hắn hoàn toàn vô pháp tưởng tượng. Còn lại một chúng tân sinh trên mặt biểu tình cũng phi thường xuất sắc. Đây mới là tân sinh chi vương, tân sinh trung người mạnh nhất a. Siêu phàm tứ giai học trưởng, 10 giây không đến, bị trực tiếp chặt đứt hai tay, đây chính là siêu phàm tứ giai. Như vậy, thực lực của hắn ít nhất cũng là siêu phàm tứ giai đến nỗi có hay không khả năng càng cường, bọn họ không biết. Nhưng ngay cả như vậy, cũng đã phi thường ngưu bức. Phải biết rằng, năm nhất tân sinh, đạt tới siêu phàm tam giai học sinh, không vượt qua 10 người, đến nỗi siêu phàm tứ giai, có thể là sang ma học viện 10 năm nội đều không có xuất hiện quá. Như thế chi cường, đã cùng bọn họ không phải một cái mặt thường. Đáng chết, đáng chết, chúng ta công tử thuê đoàn là sẽ không bỏ qua ngươi, ta lưu minh hải sẽ không bỏ qua ngươi. Lúc này, một bên cẩm y thanh niên trên mặt lộ ra giữ tận thần sắc, phẫn nộ thanh âm ở thi đấu lôi đài nơi sân chung quanh vang lên. Tần tình, kia tiểu tử cũng quá kiêu ngạo, thế nhưng xuống tay như thế chi trọng. Tử tinh thuê đoàn vài tên nữ sinh vội vàng đi đến tần tình bên cạnh, nhìn nhìn nàng đệ đệ bị bẻ gãy tứ chi, trên mặt lộ ra sắc mặt giận dữ. Trước cấp tiểu sơn đi trị liệu. Tần tình hai mắt đỏ bừng bế lên tần sơn, trầm khuôn mặt nói. Hừ, chúng ta đi cử báo cấp lão sư, tên kia ra tay như thế tàn nhẫn, nên bị khai trừ. Không sai, một người nho nhỏ tân sinh, thế nhưng như thế bừa bãi, thật cho rằng chính mình ở sang ma học viện thiên hạ vô địch, chúng ta tử tinh thuê đoàn muốn đối phó hắn, dễ như trở bàn tay. Bên cạnh vài tên nữ sinh đầy mặt bất mãn nói. Đi thôi, chuyện này không thể như vậy tính. Tần tình cắn chặt răng, sắc mặt nang tham nói. Tần sơn trên người thương, cũng không có nàng nói đơn giản như vậy, muốn hoàn toàn chữa khỏi nói, ít nhất yêu cầu trăm vạn trung phẩm linh thạch. Trúc cuộc vừa rồi, tuy rằng vương tiên không có chặt đứt hắn tứ chi, nhưng bên trong cũng đã dập nát. Trăm vạn trung phẩm linh thạch, đặt ở nhà bọn họ, cũng là một bút khủng bố phí dụng. Này số tiền, nơi nào tới? Tần tình sắc mặt phi thường nang kham, chỉ có có một cái biện pháp, hỏi đoàn trưởng mượn. Nhưng mặt sau trả nợ nói. Ngươi cho ta chờ, ngươi cho ta chờ. Bên cạnh truyền đến Lưu Minh Hải nói nhỏ, hắn sắc mặt giữ tận hướng tới bên ngoài đi đến. Tần tình nhìn hắn, trong mắt có chút phẫn nộ, cũng có chút bất đắc dĩ. Nếu không phải này Lưu Minh Hải nói tấu vương tiên một đốn, cấp nhiều như vậy Linh Thạch nói, chính mình đệ đệ cũng sẽ không ra tay nếu không phải chính mình đệ đệ vì 40 vạn trung phẩm linh thạch nói, cũng sẽ không rơi xuống như thế cục diện. Tần tình bất đắc dĩ rời đi. Nhìn tần tình, Lưu Minh Hải một đám người rời đi, mặt sau tân sinh mới chậm rãi rời đi. Hôm nay nơi này đã phát sinh sự tình, tin tưởng, nếu không bao lâu liền sẽ truyền khắp toàn bộ sang ma học viện. Cũng chính như bọn họ theo như lời, tân sinh thi đấu lôi đài xứ sở phát sinh sự tình, thực mau liền thông qua sang ma học viện bên trong thông tin thạch bàn, truyền lại mở ra. Đương mọi người nhìn đến tin tức này thời điểm, một đám trợn mắt há hốc mồm. Ta đi, không phải là thật sự đi. Hiện tại tân sinh mạnh như vậy. Trực tiếp chặt đứt Lưu Minh Hải hai tay, như vậy hung mảnh. Lại lần nữa công nhiên khiêu khích công tử thuê đoàn. Tên kia thanh niên kêu vương tiên, công nhiên uy hiếp công tử thuê đoàn không cần treo chọc hắn, nếu không trực tiếp phế bỏ tứ chi, đây là cái thứ nhất dám cùng công tử thuê đoàn gọi nhịp người A. Lưu Minh Hải hai tay trực tiếp bị trảm rớt nha, nếu muốn khôi phục, ít nhất ngàn vạn trung phẩm linh thạch, hắn là cùng công tử thuê đoàn hoàn toàn làm thượng A đâu chỉ là công tử thuê đoàn, tần tình đệ đệ, cũng trực tiếp làm vương tiên cấp phế đi tứ chi, đây là liền tử tinh thuê đoàn cũng cùng nhau trêu chọc. Nghe nói tần tình đệ đệ tứ chi chữa khỏi cũng yêu cầu trăm vạn trung phẩm linh thạch, tần tình ở tử tinh thuê đoàn nhân duyên không tồi, phỏng chừng có không ít nàng tỷ muội muốn thế nàng báo thù. Tên này tân sinh thực lực thật đúng là khủng bố, thiên tư ở chúng ta sang ma học viện, có thể bài đến đỉnh tim. Khủng bố lại như thế nào, hiện tại liên tiếp trêu chọc công tử thuê đoàn cùng tử tinh thuê đoàn, kia tiểu tử phỏng chừng muốn xong rồi thông tin thạch bàn nội, một chúng sang ma học viện học sinh nghị luận hôm nay đã phát sinh sự tình. Đối với một cái tân sinh, đắc tội sang ma học viện hai đại thuê đoàn, tất cả mọi người có chút trợn mắt há hốc mồm. Chẳng sợ ngươi cường đại nữa, trực tiếp treo chọc sang ma học viện hai cái cường đại thuê đoàn, ngày sau cũng muốn xui xẻo. Thậm chí chết ở giả ngoại cũng không phải không có khả năng. Hảo kiêu ngạo tiểu tử, thực hảo thực hảo, thật lâu không có người dám treo chọc chúng ta công tử thuê đoàn. Giờ này khắc này, ở ma học viện phía Tây, ở nơi đó, có một mảnh khu vực. Khu vực này là học viện nội thuê sẽ căn cứ địa. Một ít học viện đỉnh cấp thuê đoàn lại ở chỗ này thành lập một cái tổng bộ. Một gian xa hoa trong sân, bốn phía bày một đám bàn ghế, hơn 10 người thanh niên rải rác ngồi ở một đám ghế trên. Đằng trước vị trí, một người thanh niên trong tay cầm mới mẻ hung thú thịt nuôi nấng một con 2 mét lớn nhỏ màu đen điểu. Một bên uy, trong miệng lạnh lùng nói. Tóc mái minh đã đi trị liệu, kia tiểu tử liên tục hai lần vả mặt chúng ta công tử thuê đoàn, không biết người còn tưởng rằng chúng ta dễ khi dễ đâu. Bên cạnh, một người mang theo màu đen mũ thanh niên dựa vào ghế trên, ngẩng đầu chậm rãi nói. Vậy không bồi hắn chơi, tìm một cơ hội, trực tiếp làm thịt. Vi thực hắc điểu thanh niên nhàn nhạt nói. Tìm người giám thị một chút kia tiểu tử, nếu hắn ra khỏi thành, hoặc là hắn nhận cái gì nhiệm vụ nói, lập tức hội báo. Trong sân một chúng thanh niên nói, đối với sự tình hôm nay, bọn họ cũng không có quá lớn phản ứng. Cắn người cậu không gọi bọn họ một đám có được không tầm thường gia thất công tử ca không chỉ có riêng là dựa vào linh thạch lệnh công tử thuê đoàn trở thành săn ma học viện xếp hạng thứ sáu tồn tại mà là bọn họ bản thân thực lực tấu chương xong